đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui. Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, trước mắt quý vị đây là mẫu sản phẩm NT1002 và giá bán của dòng sản phẩm này thì nó có rất nhiều phân khúc giá. Nó sẽ được trang bị cho mình với những dòng sản phẩm như 13.500.000 và cao hơn nữa là phiên bản này với giá là 15.900.000 và cao hơn nữa là có những phiên bản như thế này. Quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo thêm với những phân khúc khác. Trong video này, Nhật Tây xin được nói chi tiết hơn về phiên bản có cái mức giá là 15.900.000 đã bao gồm phí giao hàng tận nơi cho quý vị nha. Rồi, sản phẩm này được trang bị với hai bát 40 nè quý vị nha. Bên trên thì có hai loa chép và bên trong thì có mạch lọc phân tầng, cục đẩy công suất 2 kênh, một thiết bị vang số và một đầu thu micro gồm hai tay mic ha. Và dòng sản phẩm này thì chúng ta phải nói là cho một cái âm thanh công suất rất là lớn, dùng trong nhà ngoài trời đều được cả. Nó sẽ lớn hơn gấp đôi với những dòng sản phẩm có tích hợp bao mạch như thế này. Nó lớn hơn gấp đôi quý vị nha. Nhìn nó kích thước nó ngang ngang nhau thôi nhưng mà công suất nó lớn hơn rất là nhiều. Rồi, ngoài ra thì Nhật Tây có rất là nhiều dòng sản phẩm khác, nó rất là nhiều phân khúc giá chỉ từ hơn 5 triệu trở lên. Đó. Quý vị chúng ta sẽ được sở hữu những dòng máy karaoke công suất lớn như thế này. Quý vị chúng ta cũng có thể là liên hệ với Nhật Tây Audio qua hai số điện thoại bên dưới màn hình này để tiến hành được tư vấn cặn kẽ hơn, chi tiết hơn, chuyên sâu hơn để mà mình chọn được một dòng sản phẩm nó phù hợp với cái túi tiền và phù hợp với cái nhu cầu sử dụng nha. Rồi, bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc và test karaoke trước khi bàn giao về cho khách hàng. Thì Nhật Tây sẽ tiến hành test lại như thế này cho quý vị chúng ta cùng xem trước cái loa này sẽ có chất âm như thế nào nhé. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ anh đây, đợi anh đây và tìm ai đây. Chưa nói tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ